Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không phải mọi loại thực phẩm đều phù hợp khi ăn vào buổi tối, bởi nếu ăn một số loại thực phẩm sau đây vào thời điểm này sẽ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và làm cản trở giấc ngủ sau đó. Do vậy, bạn hãy điều chỉnh thực đơn ăn uống và hạn chế những món ăn sau đây vào bữa tối thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống và trang tin tức 24 giờ. Các món ăn từ ốc Ốc là một trong những thực phẩm được chế biến thành các món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, ăn ốc vào buổi tối lại có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Do ốc là thực phẩm có tính hàn, ăn nhiều vào thời gian này sẽ khiến bạn dễ bị lạnh bụng. Hơn nữa, việc ăn ốc tại các hàng quán vỉa hè không đảm bảo vệ sinh còn có thể gây ra các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy. Để bảo đảm an toàn vệ sinh, tốt nhất nên mua ốc và tự chế biến tại nhà. Ốc nên được ngâm trong nước gạo khoảng một tiếng để ra hết chất bẩn và loại bỏ những ký sinh trùng. Đặc biệt, không nên ăn ốc chưa được nấu chín kỹ. Ngoài nước gạo, bạn có thể ngâm ốc trong nước chanh, giấm hoặc nước ớt để ốc nhanh nhả hết các chất bẩn. Dù ốc chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng không nên ăn quá nhiều, trung bình chỉ nên ăn từ 1-2 bữa trên tuần. Những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa không nên ăn ốc vào buổi tối là tốt nhất. đồ ăn nhiều dầu mỡ, các món ăn chiên rán thường được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, ăn chúng vào buổi tối là thói quen nên hạn chế, bởi những loại đồ ăn này thường cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Nếu ăn vào buổi tối, dạ dày không kịp tiêu hóa hết sẽ dễ dẫn đến tình trạng bụng ì gạch. Bạn có thể gặp phải tình trạng bụng khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ sau đó. Trong bữa tối, bạn nên ưu tiên ăn các món được chế biến đơn giản, dễ tiêu hóa. Các loại đậu các loại đậu là thực phẩm chứa hàm lượng khoáng chất, protein và vitamin cao. Tuy nhiên, trong chúng cũng chứa stachyose và raffinose phức. Đây là hai loại hợp chất có thể gây tạo khí sau khi đi qua ruột già, do đó bạn có thể gặp phải tình trạng đầy hơi nếu ăn quá nhiều đậu, đặc biệt là buổi tối. Để tránh vấn đề trên, bạn nên dùng loại thực phẩm này với lượng ăn vừa đủ và hạn chế ăn vào bữa tối. Món ăn từ miến Miến là thực phẩm quen thuộc được làm từ tinh bột của củ rong giềng. Các món ăn từ miến đều rất hấp dẫn và hay được bổ sung vào thực đơn. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý hạn chế ăn chúng vào bữa tối muộn. Do củ rong giềng là nguyên liệu chính để làm miến có vị ngọt và tính lạnh, khi ăn quá nhiều vào buổi tối có thể gây ra tình trạng lạnh và đầy bụng. Nếu muốn thưởng thức chúng trong bữa ăn tối, bạn nên thêm một chút gừng và món ăn và không nên ăn quá nhiều. Thịt và đồ ngọt một nghiên cứu về y học cho thấy rằng những người ăn nhiều thịt vào buổi tối có nguy cơ mắc bệnh mỡ trong máu cao gấp 4 lần so với những người ăn nhiều rau, nhất là đối với những loại thịt đỏ như thịt bò, heo vì chúng khiến hệ tiêu hóa phải làm việc liên tục. Với những người bị tăng lipid máu, tăng huyết áp thì việc ăn bữa tối nhiều thịt sẽ khiến bệnh nghiêm trọng hơn bởi lượng cholesterol tăng cao. Ăn nhiều bánh kẹo, hoa quả hay uống sữa nhiều đường vào buổi tối sẽ khiến cho cơ thể tích lũy chất béo dễ hơn và gây tăng cân béo phì. Vì thế bạn cần hạn chế ăn đồ ngọt vào buổi tối, nếu muốn thưởng thức các món chè, bánh ngọt thì nên ăn sau bữa trưa là tốt nhất. Rượu, nhiều người cho rằng uống một chút rượu khi ngủ sẽ khiến dễ ngủ hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Rượu có thể khiến người ta ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ này sẽ không kéo dài và sâu, do đó không có lợi cho giấc ngủ ban đêm. Điều đáng nói là nếu lạm dụng rượu sẽ khiến chức năng tự ngủ của cơ thể bị suy giảm thường xuyên sử dụng sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng phải dựa vào rượu mới có thể ngủ được. Quý vị và các bạn thân mến, xét nghiệm máu có thể đoán trước được tuổi thọ, bí quyết của ngôi làng nhiều người sống thọ nhất trên thế giới và ăn ướt có thể giúp kéo dài tuổi thọ sẽ là những thông tin hữu ích có trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.